À, vâng, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em Sơn tiếp tục lại về một cái lô ghế VIP hàng đấu giá cho tất cả các bác xem nhá. Đây, đây trước mặt mọi người, đây là cái con Panasonic mã 70. À, con này mã 70 nhá. À, màu vàng này, con này màu vàng nhá. À, tay bóng lừ này, rất là đẹp này. Đấy. Tay bóng lừ luôn nhá. À, đây là catalog này. Hàng đấu giá đẹp như mới luôn. Đây. Bên trong này. Ui giời. Mới thế nhỉ. Đây, những cái hàng này bên Nhật thì nó quên sử dụng này. Đây, bên quên sử dụng này. Đây điều khiển này. Điều khiển bóng lừ. Da mông thì càng đét nhá. Đây. Màu vàng, con này màu vàng đẹp, đẹp căng luôn, đẹp căng không tí vết. À, xong cái con này thì con 850, Fuji AS 850, toàn hàng đấu giá nhá. À, con này thì con mã 70 màu đen, à, 70 màu đen, mới keng sờ beng luôn, keng sờ beng. Đây sách này. Đây là tay này, ui dồi, tay bóng như gương này, ui, mới thế nhỉ. Đây này, ui dồi, đấy, đẹp sáng như gương luôn mọi người, đẹp thật. Đây điều khiển này. Đấy, điều khiển bóng lư luôn này. Đây, chưa có lau chùi vệ sinh gì nhá. Cái này lau chùi vệ sinh đi thì nó mới cứng luôn này. Này. Cái lớp sơn này của người Nhật nó sơn kiểu gì nó bóng. Bóng thật. Đây, trong này. Đấy, ôi giời. Vải mới cứng luôn. Cứng luôn mọi người. Quá đẹp này. Chân này. Đấy. Ôi. Lật xoay nó lại xem nào. Ôi giời. Quá mới luôn mọi người. Đấy, cái hàng nguyên bản mới cứng luôn nha. À. Mới keng xà beng này, không có băng luôn. Cái hàng nó mới thì cái vải đen của nó vẫn kiểu vẫn hơi ánh ánh. Này. Còn con này là con SKS Fuji, con này Fuji SKS 6900 này. SKS 6900. Con này 6900. Anh treo điều khiển này. À, đây là cái điều khiển của nó này. À, con này điều khiển màn hình cảm ứng nhá. Cảm ứng này. Đây, da mới tinh luôn này, mọi người này. Cái này chỉ lau tí bụi thế là đẹp. Hàng này thì chất như nước cất. Đấy, mới quá. À. Đấy. Ui. Đây, tiếp theo. Đang dỡ con này là SKS 4500. Đây thành chưa. Đấy. Những con này thì nó không phải là con đời cao gần đây nhất đâu, nhưng mà hàng nó vẫn mới này, đẹp như mới này mọi người. Da nó mềm, nó đẹp như mới. Đấy, Relax Solution này. Thêu. Cái da của Nhật nguyên bản thì nó sẽ rất là căng và nó mới. Căng nó mới, nó đẹp. À, sờ nó mát tay. À, tiếp theo con này là con mã 97 này. À, 97 này. Panasonic mã 97. Đẹp như mới luôn. Đấy. Đấy mọi người thấy nhá, đấy chuyển từ Nhật về thậm chí bụi còn không có này, mọi người nhìn này.
Đấy, thậm chí bụi không có nhé. Về ở mình vất lâu có khi còn nhiều bụi luôn. Đây. Vàng. Ui xa. Ui xa, quá đẹp luôn. Đấy, điều khiển này. Đấy, hàng xịn này, nhìn cái chất ghế nó kiểu nhìn nó khôn. Nó khôn. Đây là cái tay này. Đấy. Vải này. Nói chung là hàng tuyển chọn kỹ ở bên Nhật rồi nên chuyển về cho mọi người là nó không bị xước xác, không bị rách hoặc là không có hàng xấu. Hàng này hàng tuyển chọn từng con một ở bên Nhật chuyển về cho mọi người. Tiếp theo con này nữa, con này là MA70 nhá mọi người nhá. 70 cho là có đang có 1, 2, 3 con, một con màu vàng và hai con màu đen. Hàng mới keng xà beng hết cho mọi người. Ui, ui rồi. Ra nguyên bản thì mọi người sẽ thấy là nó rất là đẹp và nhìn kiểu nó khôn. Cái chất da nhìn nó cứng cáp, nó khôn. Còn cái loại mà da mà nếu mà hàng may lại thì nhìn nó dại nha mọi người nhá. Nhìn nó dại. Hoặc là hàng cũ nát rồi thì mới phải may lại thôi. Còn những hàng đẹp này thì nó sẽ đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Ngoài cái da đẹp thì cái máy nó cũng đẹp và nó mới. À, bỏ ra, bỏ cái tay ra xem đẹp không, xem tay nó có bị xước không. Cái MA70 này bán rất là chạy bởi vì là cái này nó có cái tay vân carbon, nhìn nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Ui giời, bóng như gương. Con này này. Ôi con này cũng thế này, bóng như gương mọi người. Đẹp thật. À, con này là SKS là. Con này xem nào. À con này SKS 4500, SKS 4500 mọi người nhá. À, con này sản xuất tại Nhật đây. À, xem nào, con này nó nếu mà cái năm sản xuất nó hình như nó khoảng độ 2013-14 gì đấy. À, nhưng mà còn rất mới, cực kỳ mới luôn. Tay như gương rồi. Một dàn ghế này mọi người này. Đấy, hàng về là nó căng mọng hết cả ra như thế này. Đẹp như ngọc trinh như thế này. Đấy, bác nào mà thích con nào thì có thể điện cho shop luôn nhá. Đọc mã luôn. Mã số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Đấy, bác nào thích mã nào thì có thể điện cho shop nhá. Hàng căng đẹp không tì vết luôn. Hàng tuyển chọn cực kỳ gắt gao ở bên Nhật về cho mọi người này. Đấy. Quá xuất sắc luôn. Như gương nhá. Con 70 này thì nó đang có giá là 43 triệu. Còn cái con MA97 này thì đang có giá là 63 triệu này. Còn cái con SKS 4500 này đang có giá là 33 triệu này. Cái con SKS 6900 này đang có mức giá là 59 triệu này. Panasonic MA70 này, con này đang mức giá là 43 triệu. AS850 này đang có mức giá là 35 triệu. Đấy thì các bác nào mà thích mẫu nào thì có thể liên hệ tới shop nhé. Hàng cam kết với mọi người là hàng chuẩn đẹp, zin nguyên bản 100%. Đấy, về là đẹp như mới luôn. Đấy, còn rất nhiều hàng nhé. Đấy, bây giờ anh em sẽ tiếp tục cho vào kho. Đấy,
mã rất nhiều, nói chung là đầy đủ hết các mã nhé, mã nào cũng có. Rồi, cảm ơn mọi người quan tâm và theo dõi. Anh chị em có thể đặt hàng qua cái hotline là 0964 480 666, hoặc là truy cập website ghenhatchansơn.com để tìm cái mẫu ưng ý. Shop sẽ bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.